Hello các bạn. Bạn ơi, hôm nay tiệm mèo sen về thêm một bé mèo anh lông dài màu trắng, mắt xanh, mũi hồng, đệm chân hồng nha mọi người nha. Này con ơi, đi đâu đấy? Ôi, bé đang lại nhà đang kêu đó mọi người ạ. Đang tìm chỗ trốn nè, đang tìm chỗ chơi nè, có đây nào. Ôi, giờ chưa nào, đi xuống đây, đi xuống đây. Ô, ô, trời thương thế. Thương cụ bông này thế. Đi ra đây nào. Ôi không ngã nhá, đi xuống đây, xuống đây, xuống đây. Xuống đây, không không ngã nào. Ngã, không nhảy nhá. Đi xuống đây, rồi. Đây mọi người ơi. Em ấy vô cùng là ngoan và quấn chủ nha. Ôi cho em. Ưa nịnh lắm. Trời ơi, xem nào mà muốn mua cục bông này liên hệ với tiệm chúng mình ngay nha mọi người nhá. 3 triệu cho một em mèo anh lông dài màu trắng thuần chủng, mắt xanh, mũi hồng, lông dài. Đây là đây là đây là. Đi đâu đấy, đi đâu đấy, ngã bây giờ. Ôi, ngã ngã nào, ra đây, qua đây, qua đây cho mọi người ngắm tí. Ôi mọi người thấy chưa, em đẹp chưa? Ôi xinh thế nhở, thế nào xinh thế. Trời, xấu hổ à, xấu hổ à. Đi đâu nào, đi đâu. Ôi yêu thế mọi người ơi, đẹp chưa nè. Sen mà không đón thì hơi bị tiếc nha. 3 triệu một em mèo anh lông dài màu trắng thuần chủng, mắt xanh, quá rẻ luôn nha. Xem đón bé liên hệ với tiệm chúng mình ngay đi, không là hết bé mất nha. Và mọi người nha, mọi người đón bé em thì liên hệ với tiệm nha. Mình kết thúc video của em đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye mọi người.